thành tiêu trung vị lòng tộc, làm cho hắn toàn thể đều có bay vọt thương tiến bộ. Đối với Lam Miên Vũ, đây tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Lam Miên Vũ cùng Bạch Tố Tố thấy trong Hoàng Nguyên Lăng dẫn dắt hạ đi xuống xe sống, thấy nàng nghiêm chỉnh lập tức là nhìn thập dương tình sáng lên, tốc độ cao hướng về phía trước xe dịch mấy phần cùng kính nói: "Nghiêm chỉnh gặp qua Long chủ." Lam Miên Vũ hướng hắn gật đầu nói: "Khổ cực rồi." Nghiêm Trình có chút kích động nói: "Chúc mừng Long chủ khỏi hắn." Lam Miên Vũ mỉm cười nói: "Đi thôi, cùng với chúng ta đi vào chung." Nghiêm Trình không cách nào biến ảo thành hình người, nhưng long lực sảnh tuyệt đối đủ lớn, cho nên hắn đi vào cũng là không có vấn đề gì cả. Long lực sảnh cao tới 50 mét, cửa lớn mới ra, tại to lớn như vậy kiến trúc trước mặt, Lam Miên Vũ nhân loại của bọn họ hình dáng lộ ra là như thế nhỏ bé. Nghiêm Trình có một chút hưng phấn nhắm mắt ra, theo đuôi theo ở phía sau, đi vào long lực sảnh bên trong. Vừa tiến vào long lực sảnh, Lam Miên Vũ liền cảm nhận được nội bộ hoa lệ, hào quang nhàn nhạt theo toàn bộ long lực sảnh mỗi một cái góc sáng lên, nhu hòa quang thải vầng sáng trải rộng. Nội bộ không biết là dùng tài liệu gì sửa chữa mà thành, nhưng mỗi một chỗ hòa phán đều phảng phất tuần hoàn theo huyền ảo lý trí. Cái này long lực sảnh muốn so với phòng long thành long lực sảnh lớn hơn rất nhiều. Tất cả pháp trận sớm đã khắc xong, nhưng theo pháp trận bên trên khắc họa dấu vết đến xem, hắn không phải là gần nhất mới làm, mà là cũng sớm đã hoàn thành. Lam Miên Vũ đã nghe Hoàng Nguyên Lãng nói qua, như loại này cấp bậc cao nhất long lực sảnh là từ Thiên Long Hội trực tiếp trưởng quản, làm chủ nhân ngày trước không cách nào sử dụng hoặc là không có tư cách tái sử dụng về sau, Thiên Long Hội sẽ đem hắn thu hồi, đã đến đời tiếp theo chủ nhân xuất hiện về sau, một lần nữa kiến thiết phía trên tất cả pháp trận đều là đi qua sửa đổi của một xác nhận qua, cam đoan sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Dù sao thật ra một lần nữa hoàn thành ra một tòa long lực sảnh, đối với đủ loại tài nguyên tiêu hao thật sự là quá to lớn, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lam Miên Vũ ngẩng đầu hướng lên nhìn về phía long lực sảnh đỉnh chóp, lập tức thấy long lực sảnh đỉnh chóp to lớn bảo thạch, khối này bảo thạch có chứa phong long thành long lực sảnh, cái kia một khối lớn gấp ba, lập lòe vầng sáng nhàn nhạt. Thế nhưng đã từng đi qua phong long thành long lực sảnh, Lam Miên Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này tòa long lực sảnh thiếu chút gì đó, giống như là mất đi linh hồn. Cái này rất đơn giản, bởi vì tại đây bên trong cũng không có long lực tồn tại. Có quan hệ với mở sảnh nghi thức cần làm, Hoàng Nguyên Lãng ngày hôm qua đều đã cho Lam Miên Vũ nói qua. Lúc này thì long lực sảnh bên trong, tiếng vỗ tay vang lên giống như nội bộ bên ngoài. Mặt khác, một đám người chậm rãi đi tới, nhân số không nhiều, chỉ có 9 cái, nhưng mỗi một cái khí tức đều không hề kém. Một người cầm đầu bất ngờ chính là phòng long thành thành chủ, cũng là Hoàng Sa tổng trưởng Hoàng Đạo Kỳ. Ngoại trừ Hoàng Đạo Kỳ bên ngoài, mặt khác mọi người, mỗi cả người bên trên cũng đều thả mắt ra rõ ràng long tộc khí tức, đều là phong long thành thượng vị long tộc, trong đó liền bao gồm Hoàng Nguyên Lãng mấy đứa bé. Mặc dù Lam Miên Vũ cũng không biết những thành thị khác thượng vị long tộc có bao nhiêu, nhưng rõ ràng cũng sẽ không sống với phong long thành ít như vậy. Long lục sảnh mở sảnh nghi thức là vô cùng trọng yếu, không những khi thành chủ cũng đều hết thảy có thể biến ảo thành hình người thượng vị long tộc đều muốn đến đây, còn sẽ có một vị long kỳ sĩ đến đây xem lễ cùng ghi chép. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói: "Trước mắt trong thành tộc người cũng đã tới, Lam, tao giới thiệu cho người một chút." Lướt qua chính mình mấy tên con cái, Hoàng Đạo Kỳ đem mấy người khác từng cái cho Lam Miên Vũ cùng Bạch Tú Tú giới thiệu, đều là hoàng gia tộc lão loại hình. Lam Miên Vũ đều thấy qua, mà cái này một chút tộc lão ở trước mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo ý tứ. Vô luận là Thăng Long đại tài quán quân hay là Thiên Long hội thành viên thân phận, đều để cho Lam Miên Vũ hiện tại sớm đã là nước lên thì thuyền lên. Coi như là Hoàng Đạo Kỳ tộc trưởng này, luận tại trong toàn bộ trong long tộc địa vị, so với hắn đều là có vẻ không bằng, lại càng không cần phải nói là cái này một chuôn tộc lão nhóm cảm thụ đường chung quanh mỗi một đạo mà phần biến hóa. Lam Miên Vũ chậm rãi đi đến lòng lực sảnh trung ương, yên tĩnh trở lại, không có ai đi lấy quấy dây hắn. Thật trong Hoàng Đạo Kỳ ra hiệu dưới, tất cả mọi người duy trì an tĩnh. Mở sảnh nghi thức dĩ nhiên không sẽ lập tức bắt đầu, mấu chốt nhất người còn chưa tới đây, phụ cận đều đến đây tham gia Lam Miên Vũ mới sảnh nghi thức, tự nhiên chính là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan làm phong long thành chủ thổ thủ hộ giá, không có so với hắn thích hợp hơn. Mặc dù lòng kỵ sĩ khác cũng nguyện ý đến giao hảo Lam Miên Vũ, nhưng ở Lam Miên Vũ còn không có xác nhận có thể trở thành trong long tông chân chính trước khi đến, còn không đến mức để bọn hắn lễ thấp hơn người.
Đứng ở long lực sảnh chính giữa, cũng chính là hết thầy pháp trận ở giữa, Lam Yên Vũ tâm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tinh thần lực lượng của hắn chậm rãi hướng ra phía ngoài nở rộ, yên lặng cảm thụ đường xung quanh mỗi một cái pháp trận nội bộ năng lượng ẩn chứa gợn sóng, mỗi một loại cảm giác kỳ diệu xưa đáy lòng hiển hiện. Dùng hắn hiện tại tinh thần lực lượng, thông qua cảm giác đã có thể cảm nhận được rất nhiều nhỏ xíu địa phương. Long tộc cái này một chuôn pháp trận cùng với nhân loại hồn sư, hồn đạo pháp trận là không giống nhau. Nhưng mặc dù không giống nhau, cũng có trăm sông đổ về một biển địa phương. Đầu tiên là năng lực dẫn dắt, cái này một chuyên pháp trận tác dụng giống như cũng là dùng hấp dẫn làm chủ. Ngoài trừ hấp dẫn bên ngoài, còn có chứa đựng vững chắc tập trung loại bỏ các loại công hiệu. Mà hồn sư hồn đạo pháp trận cũng đồng dạng sẽ có chuẩn bị tác dụng như vậy. Chẳng qua là cả hai nhắm vào trong đối tượng không giống nhau mà thôi. Cả hai ẩn chứa với nhau, khiến cho Lam Yên Vũ ở phương diện này cũng có một chút mình ngộ. Dần dần cả người của hắn đã đắm chìm vào trong đối pháp trận cảm ngộ bên trong. Cái này một chuôn pháp trận trong lục vô hình đều ẩn chứa thiên địa lý trí, ẩn chứa pháp tắc biến hóa, chính là long tổng không biết bao nhiêu đời là tâm huyết của người ta tích kết tinh. Dạng này pháp tắc cảm ngộ đối với Lam Hiền Vũ tu luyện cũng là có vô cùng có trợ giúp. Tu vi càng cao, hắn đối với pháp tăng cảm thụ cũng thì là càng khắc sâu. Tại trong thành thần trước đó, pháp tăng đối với sinh mệnh từ nó liền là trật tự, mà quy tắc là một khi thành thần, liền phải cố gắng đi trở thành cái kia chế định ra trật tự của mấy quy tắc tồn tại. Cái này chính là cả hai chỉ ở giữa chênh lệch, cũng là vì cái gì nói một khi thành thần liền sẽ có một bước lên trời nguyên nhân. Là miền vụ yên lặng cảm thụ được tất cả những thứ này biến hóa, chính là vì tương lai thành thần về sau, tốt hơn chế định thuộc tại quy tắc của mình. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên ở trên khuôn mặt, tinh thần ý thức của hắn dần dần ở vào trong một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn phát hiện ra tất cả pháp trận cuối cùng cũng chỉ là hướng về phương hướng cụ đều là đỉnh đầu khối kia bảo thạch. Cái này là hoàn toàn nằm ở trong dữ liệu của hắn. Thế nhưng làm ý thức của hắn đi theo pháp trận tràn vào trong khối kia to lớn bảo thạch thời điểm, hắn lại trong nháy mắt đó liền mất phương hướng. Đó là một loại vô cùng mênh mông cảm giác, làm mình vô ý thức đắm chìm đến khối kia bảo thạch bên trong thời điểm, hắn cũng cảm giác được chính mình giống như tiếp nhận vào trong vũ trụ, trong mắt đều là tinh quang, mà cái này một chút tinh quang lấp lánh phía dưới mang cho hắn là một loại vô tận rộng rãi cảm thụ, giống như có vô biên vô tận tồn tại đều tại cảm giác của hắn bên trong, cũng không ngừng hướng về tinh thần ý niệm của hắn bên trong truyền vào. Cái này lập tức khiến cho hắn giống như trong phút chốc tiếp thu ra được rất nhiều thứ, trước mắt cuồn cuộn dần dần là nhường tinh thần lực lượng của hắn có một chút gánh chịu không đường cảm giác. Vũ trụ thạch còn không phải là người hiện tại có thể quán tưởng, trở về đi. Đúng vào lúc này, một âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên. Theo một khắc này, Lam Miên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ đặc thù lực lượng tràn vào đến chính mình tinh thần trong ý thức, đem đến từ quần quận bên trong lộn xộn toàn bộ xua tan, cưỡng ép đem ý thức của hắn kéo lại. Khi hắn mở hai mắt ra lúc này, phát hiện ở đây những người khác đã hướng về phía phương hướng của hắn khom mình hành lễ. Dĩ nhiên cái này cấp bậc lễ nghĩa cũng không là cho hắn, mà là cho người trước hắn này nam nhân, chính là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. La Lan trên mặt mỉm cười nhìn nàng nói, tu luyện không thể gặp nóng nảy, cảm giác càng muốn bảo vệ, tinh thần lực lượng của chúng ta thậm chí muốn so với thân thể được càng trọng yếu hơn. Tinh thần bất diệt mới có thể vĩnh thể trường tồn, cho nên tuyệt đối không nên bởi vì tò mò mà quá độ phóng thích ra chính mình tinh thần năng lực, như thế rất có thể sẽ cho người tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. La Lan đại nhân, cái này vũ trụ thạch là cái gì đây? Lam Yên Vũ tò mò hỏi. Vừa mới hắn đúng là cảm giác được tinh thần lực lượng của chính mình nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, chủ yếu là có quá nhiều trong vũ trụ hỗn tạp năng lượng giống như tại thông qua tảng đá kia hướng về hắn hội tụ tới, nhưng muốn nói hoàn toàn không cách nào khống chế cũng còn không đến mến mức, ít nhất thì hắn còn có thể cự tuyệt. La Lan nói, vũ trụ thạch là chúng ta phát hiện ra một loại đặc thù bảo thạch, kết cấu của nó rất đặc thù, có thể phóng to cảm giác của chúng ta. Người cũng đã lấy được Thiên Long Hội Huy Chương đi. Thiên Long Hội Huy Chương nội bộ liên có tinh luyện về sau vũ trụ thạch, nó có khả năng chứa đựng tinh thần ý niệm, dẫn dắt thần thức, mà long lực sảnh lại kiến tạo về sau dùng vũ trụ thạch làm trò cầu nối. Trọng yếu nhất chính là
tại thành lầm cùng với lòng giới ở giữa liên hệ, đem lòng giới bên trong lòng lực dẫn dắt tới. Có thể dẫn dắt như thế nào lòng lực, như thế nào cường độ lòng lực, liền muốn xem lòng lực sành lần đầu tiên dẫn dắt hiệu quả. Một khi cầu thông tốt cái kia cầu nối, thông qua lòng lực sành nội bộ phát trận ra có thể đối với lòng lực tiến hành sẽ loại bỏ cùng với tích lũy, nhưng ở trong đó tu luyện tộc nhân hấp thu, dùng để cao cảnh giới của mình, mà đơn thuần vũ trụ thạch đưa người ở trong tinh thần ý chí phóng to, liền sẽ để cho người cảm nhận đường càng nhiều. Địa phương xa xôi mà cảm nhận đường đồ vật một khi quá nhiều, liền sẽ xông loạn ý thức của người, chờ tinh thần lực lượng của người có thể tiến hóa thành làm thần thức về sau, cũng là có thể tiến hành sạng này nếm thử, nào sẽ nhường người tốt hơn đi cảm ngộ ra pháp tắc lực lượng. Long lực sảnh pháp chấn chỉ cần không mở ra, đều có thể tiến hành cảm giác. Đây cũng là chúng ta long tộc tu luyện tinh thần lực lượng pháp môn một trong điều kiện tiên quyết là thần thức cùng với nó ý chí kiên định.